bắt đầu vào chương trình tổng duyệt rồi là mọi người phải chuẩn bị hết tất cả mọi thứ. Mỗi lần mà Duyên làm show của IB Group đó thì Duyên cũng như là một khán giả, vì Duyên rất thích ngồi để thưởng thức bên cạnh sân khấu. Mình cũng rất ngạc nhiên với những cái sự sáng tạo của ban tổ chức. Năm nay thì được nghe rất nhiều những tiếng hát mà mình chưa bao giờ thấy đứng chung với nhau trên sân khấu. Lần thứ ba này muốn tạo một sự bất ngờ cho khán giả của show Người Tình. Vì thế mình tất cả những lời cặp đôi lên mặt của mình lần này. Một lần nữa xin cảm ơn rất là nhiều tới tất cả quý vị khán giả của show Người Tình cũng như là ban tổ chức show Người Tình. Anh nói đâu khán giả thích mà. Tôi mong rằng các quý khán giả hãy ủng hộ, tiếp tục ủng hộ cho IB Group đúng không? Tiếp tục để có những Người Tình 4, Người Tình 5, Người Tình 6, Người Tình 7, Người Tình 8, Người Tình 9, số 10 Forever. IB Group và anh đã có cái sự biên tập tạo cho mình cái bầu không khí đặc sắc hơn, nó hào hứng, anh nghĩ là có một cái sự phấn khởi trong đó. Khác một chút về concept là cặp ca sĩ xuyên suốt cả chương trình, thì đó cũng là một cái concept mà khá mới của concept Người Tình. Nhiều ca sĩ, người nào cũng muốn cống hiến cho khán giả của mình. Chương trình khá là hấp dẫn, cái cảm xúc của mình đầu tiên là sẽ khá là chồng mọi người cảm thấy là đầu thì nghe sau đấy thì cảm xúc là sau.